khá nguy hiểm. Sút bóng. Tỷ số được san bằng 1-1 và đó là cái tên được chờ đợi nhất, Trọng Hùng. Một lần nữa thì cầu thủ trẻ này lên tiếng. Anh là người đã chơi rất hay trong quãng thời gian vừa qua. Có những pha đi bóng sáng tạo bên phía cánh trái và vừa rồi đã chớp thời cơ cực nhanh mang về bàn thắng san bằng tỷ số cho đội chủ nhà. Một tình huống phá bóng hụt của các hậu vệ Nam Định và đó là đủ để cho Trọng Hùng có tình huống dứt điểm một chạm đánh bại Đinh Xuân Việt. Bàn thắng thứ 19 của câu lạc bộ Thanh Hóa ở mùa giải này. Bàn thắng thứ 2 của cá nhân Trọng Hùng. Anh chính là cầu thủ đã sở hữu nhiều cú sút nguy hiểm nhất về khung thành đối phương kể từ đầu trận. Đầu tiên là quả đá phạt trực tiếp và bây giờ là tình huống sút bóng trong khu vực 16m50 để mang về niềm vui cho các cổ động viên Thanh Hóa. Hãy cùng xem lại tình huống đường vào của Hữu Dũng. Lỗi đáng trách của Abazi. Abazi cùng với Lê Văn Phú đã chơi rất hay ở vòng đấu trước, ngăn chặn mọi tình huống tấn công của câu lạc bộ Hà Nội. Nhưng vừa rồi thì anh đã mắc lỗi trực tiếp trong tình huống dẫn tới bàn thua. Số của trận đấu giữa SHB Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh vào lúc này trên sân Hòa Xuân đang là 0-0.